Thưa quý vị, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024 Copa America 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Đây là các sự kiện thể thao giải trí lớn thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đồng thời cũng là thời điểm phát sinh gia tăng các hình thức cá độ bóng đá, lôi kéo số lượng người chơi lớn, gây ra rất nhiều hệ lụy xấu không những cho chính người chơi và gia đình, mà còn là nguyên nhân làm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác gia tăng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá, hiểu được hậu quả tác hại của việc đánh bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội. Với tâm lý đam mê bóng đá, đặt niềm tin vào các đội tuyển yêu thích và mong muốn có tiền ăn chơi, nên nhiều người đã bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp và ngay cả trên không gian mạng, nhận lấy hậu quả đắng như trường hợp của người đàn ông này. Chào anh có thể chia sẻ là các thủ thuật cá độ bóng đá hiện nay diễn ra như thế nào và những góc khuất liên quan đến đó? 5 tới 10 năm trở lại đây, khách hàng có thể không liên hệ, không biết người cầm cái là ai. Người ta sẽ hướng dẫn cái cách vào đường link. Nếu như chúng ta cược lớn, thắng nhiều thì có khi họ sẽ không chung tiền chúng ta, vì chúng ta không biết họ là ai cả. Có một số trường hợp là nhà cái chi phối được kết quả. Theo Trung tâm An ninh mạng quốc gia NCSC, hiện nay các tổ chức cờ bạc đã lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời ra sức quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia cá độ bóng đá. Có những hình thức quảng cáo trá hình, ví dụ như có trên những nền tảng mạng xã hội thì sẽ có lồng ghép những cái đoạn quảng cáo vào những cái trang tham gia cá cược vào để cho lôi kéo người dân. Và chính vì cái tâm lý của người chơi cờ bạc là thắng thì khoe, còn thua thì giấu. Nên là nhiều người nghĩ rằng là có người thắng cá độ được như thế này, và họ sẽ tham gia vào. Hiện nay, đối với hành vi tham gia cá độ bóng đá có thắng thua bằng tiền thật hoặc hiện vật sẽ bị truy cứu vì tội đánh bạc. Người phạm tội có thể phạt tiền đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Sử dụng mạng Internet, rồi mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc là các cái phương tiện điện tử để mà phạm tội đó, thì cái người mà tổ chức cá độ sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự ở cái mức cao nhất của cái tội danh này là từ 5 năm cho đến 10 năm tù. Và người phạm tội cũng có thể chịu một cái mức án cao hơn so với người tham gia cá độ với cái mức phạt là từ 5 năm cho đến 10 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ cái tài sản đó. Thứ hai là những người trong gia đình của mình phải quản lý, theo dõi, gần gũi với những người thân trong gia đình, kịp thời phát hiện xem là con em của mình có chơi cờ bạc, có cá cược hay không, để từ đó mà mình có những cái định hướng để giáo dục quản lý con em của mình. Còn về phía cơ quan chức năng thì bên cạnh cái hoạt động theo dõi, phát hiện những cái đường dây cá cược lớn, quản lý thì chúng ta cũng phải xử lý nghiêm minh và ngăn chặn những cái hoạt động đấy. Thưa quý vị, từ lâu ông bà ta đã dạy rằng cờ bạc là bác thằng bần. Thế nhưng thực trạng hiện nay có rất nhiều người đi vào con đường cờ bạc, cá độ bóng đá làm cho gia đình tan nát, tiền mất tật mang. Vì vậy, những ai đã và sẽ đi theo con đường cờ bạc hãy dừng lại ngay để sau này không phải hối tiếc vì chuyện cũng đã xảy ra.